Rồi, thầy xin chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục chuỗi mỗi ngày một bài toán vận dụng cao. Thì trong cái video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em các cái chủ đề về bài toán tìm tham số m để hàm số bậc 3 đồng biến hoặc là nghịch biến trên một khoảng có độ dài đúng bằng L cho trước. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy mời các em chúng ta cùng bắt đầu vào bài học nhé. Rồi, thế thì đầu tiên là đề bài thầy đã ghi sẵn trên màn hình. Các em có thể ghi đề bài vào trước, dừng video lại để các em ghi đề bài vào trước cho thầy ha. Rồi, đề bài thầy cho hàm số y bằng 1 phần 3 x mũ 3 trừ mx bình phương cộng với 3 trừ 2m nhân với x, với m là tham số thực. Thầy gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số trên nghịch biến trên một khoảng có độ dài đúng bằng 2 căn 5. Thầy yêu cầu là tính tổng các phần tử của tập hợp S. Rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái y phẩy ra, tính y phẩy ra để chúng ta xem coi chúng ta sẽ làm gì tiếp với nó đây. Rồi, ta có này. Ta có y phẩy bằng anh này đạo hàm thì chắc là không vấn đề gì rồi đúng không, là x bình phương trừ cho 2mx cộng cho 3 trừ cho 2m, được chưa? Thế thì ở đây y phẩy của chúng ta kết quả ra một tam thức bậc 2. Vậy thì ta sẽ xét các cái trường hợp về nghiệm của tam thức bậc 2 này. Được chưa? Mà để xét các cái trường hợp đó thì chúng ta sẽ dựa trên cái cơ sở đó chính là cái delta. Được chưa? Rồi, như vậy thì bây giờ ta tính delta. Ở đây thì các bạn có thể tính delta hoặc delta phẩy cũng được. Ở đây để cho ngắn gọn thì thầy sẽ tính delta phẩy cho cái hệ số của mình nó không có quá to. Được chưa? Rồi, delta phẩy. Nếu bạn nào chưa quen thì có thể tính delta cũng được, không sao. Delta phẩy thì sẽ là b phẩy bình trừ cho ac ha. Được chưa? Như vậy là trừ m tất cả bình trừ cho ac, a là 1, c là 3 trừ 2m. Như vậy ta thu gọn được kết quả là m bình phương cộng cho 2m trừ cho 3. Đó. Thế thì bây giờ ta sẽ xét các cái trường hợp của delta phẩy. Trường hợp thứ nhất là nếu như delta phẩy của thầy mà bé hơn hoặc bằng 0 á, thì điều này tương đương với là m bình phương cộng 2m trừ 3 bé hơn bằng 0. Rồi, tới chỗ này thì các em có thể sử dụng máy tính ha. Đây, thầy chiếu máy tính cho các em để giải cái bức phương trình này. Rồi ta vào mode ha. A này, 2. Bé hơn bằng 0 là ta chọn số 4. 1, 2 và trừ 3. Như vậy kết quả là trừ 3 bé hơn bằng m, bé hơn bằng 1. Được chưa? Rồi như vậy chỗ này tương đương với trừ 3 bé hơn bằng m, bé hơn bằng 1. Thế khi mà delta phẩy của thầy bé hơn hoặc bằng 0 á, thì khi đó hàm số của mình á, hàm số của ta luôn luôn đồng biến trên R, đúng không? Thế mà đề bài là yêu cầu là nghịch biến trên một khoảng có độ dài đúng bằng 2 căn 5. Như vậy điều này là không thể xảy ra. Như vậy thì từ đó ta suy ra là loại loại trường hợp này, ghi trường hợp này rồi. Tiếp tục tới trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là delta phẩy của thầy lớn hơn hẳn 0. Như vậy chỗ này tương đương với lại là m bình phương cộng 2m trừ cho 3
lớn hơn hẳn không? Giả phương trình này giống như hồi nãy, ta được m lớn hơn 1 hoặc là m bé hơn trừ 3. Được chưa? Thế thì khi đó phương trình y phẩy bằng 0 sẽ có hai nghiệm x1 và x2. Được không? Rồi, bây giờ thầy giả sử như x1 bé hơn x2 đi, thầy sẽ lập bảng xét dấu của y phẩy. À, thì giả sử x1 bé hơn x2 thì ta có bảng xét dấu y phẩy. Rồi, ta lập bảng xét dấu này, x nè, y phẩy nè. Rồi, thế thì bây giờ ta lập ha. Rồi, các em chờ thầy một chút. Chờ thầy xíu. Rồi, đây. Tổng vô cùng. Hai nghiệm là x1 và x2. Không. Dấu của y phẩy thì ở đây ta thấy y phẩy là một tam thức bậc 2 khi có hai nghiệm phân biệt, thì dấu tuân thủ theo nguyên tắc đó là trong trái ngoài cùng, hiểu chưa? Ở đây hệ số A của chúng ta là 1 dương, như vậy là dấu sẽ là âm, dương và dương. Được chưa? Như vậy thì từ các bạn xét dấu này, từ bảng xét dấu suy ra là y phẩy bé hơn 0 tương đương với x1 bé hơn x2. Có nghĩa là hàm số của chúng ta nghịch biến trên khoảng x1 tới x2. Được chưa? Bây giờ người ta yêu cầu là gì? Cái khoảng nghịch biến này có độ dài đúng bằng 2 căn 5. À, như vậy thì yêu cầu bài toán là hàm số nghịch biến trên khoảng có độ dài đúng bằng 2 căn 5 khi và chỉ khi là mình lấy hiệu x2 trừ cho x1 bằng 2 căn 5, đúng không? Được chưa? x2 trừ x1 bằng 2 căn 5. À, tuy nhiên ở đây á là vì thầy đã giả sử x1 bé hơn x2. Nếu như ta xét trong cái tình huống ngược lại là x1 lớn hơn x2 thì cái điều tương đương này phải là x1 trừ x2 mới đúng. Như vậy, xét trong một cái trường hợp tổng quát nhất thì ta để thêm cái dấu trừ đối vào. À, được chưa? Như vậy thì sẽ luôn luôn đảm bảo được cái điều này nó xảy ra. Ok. Rồi, như vậy thì để giải được cái điều kiện này thì ta chỉ việc bình phương hai vế lên, sau đó sử dụng định lý VS là xong. x2 trừ x1 tất cả bình phương bằng 2 căn 5 bình phương lên sẽ là 20 ha. 20. Rồi. Vậy chỗ này ta tương đương với là x2 bình cộng với x1 bình trừ cho 2 lần x1 x2 bằng 20.
x2 cộng x1 tất cả bình thì các em đưa về bình phương một tổng, đó chính là x2 cộng x1 tất cả bình trừ cho 2 lần x1 x2. Bây giờ trừ thêm 2 lần nữa, như vậy có phải là trừ cho 4 lần x1 x2 không? À, bằng 20. Vậy thì tổng và tích này mình lấy ở đâu? Lấy từ cái tam thức bậc 2. Đây nè. Như vậy thì theo như định lý VS là gì? Theo như định lý VS. Theo. Định lý VS thì viết tắt là theo VS đi ha. Thì đó là gì đây? X1 cộng X2 sẽ bằng là gì? Trừ B chia A. Có phải là 2M không? Rồi X1 nhân X2 là bằng C chia A. Đây, C đâu rồi? C của thầy là 3 trừ 2M nè, đúng chưa? Như vậy kết quả sẽ là 3 trừ 2M. Rồi, như vậy ta tương đương tiếp là 2M tất cả bình phương trừ cho 4 lần 3 trừ 2M bằng 20. Ở đây thì các em chỉ việc là khai triển thu gọn đưa về phương trình bậc 2. Rồi chúng ta sử dụng máy tính bấm máy ra kết quả ha. Vậy là 4M bình nè. Rồi chỗ này trừ 4 nhân cho trừ 2 là 8M nè. Rồi 4 nhân cho 3 là trừ 12. Trừ thêm 20 nữa là trừ 32. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ sử dụng máy tính ha. Rồi. Đây, máy tính của thầy đây. 1, 9 nè. 2, 2, 4, 8 và trừ 32. Rồi ta ra được hai giá trị của tham số M là 2 và trừ 4. Đúng không? Rồi như vậy thì các em ghi cái kết quả vào. Rồi để thầy tắt cái máy tính đi. Tương đương với lại. M bằng 2 hoặc là M bằng trừ 4. Tuy nhiên thì ở đây ta phải so với điều kiện là delta phẩy phẩy dương nữa. Đây, điều kiện là delta phẩy dương khi nào đây? M lớn hơn 1 hoặc là M bé hơn trừ 3. Thế thì bây giờ ta đối chiếu lại. À, cả hai giá trị này đều thỏa mãn hết. Như vậy là thầy ghi là thỏa mãn. Được chưa? Đó. Như vậy thì từ đó suy ra là gì? S của thầy gồm có hai phần tử, đó chính là 2 và trừ 4. Vậy thì tổng của hai phần tử này chính là, thầy đặt là T đi ha, tổng là T, thì sẽ bằng là 2 trừ cho 4 bằng trừ 2. À, vậy thì cuối cùng ta chọn được đáp án chính là câu này đầu bị. Như vậy thì tóm lại trong cái bài này á, thì đầu tiên là các em sẽ chia hai trường hợp, trường hợp delta phẩy bé hơn hoặc bằng không và trường hợp delta phẩy lớn hơn không. Rồi đối với trường hợp delta phẩy bé hơn hoặc bằng không thì các em kiểm tra xem coi chúng ta có nhận hay không. Còn đối với trường hợp delta phẩy lớn hơn không á thì các em sử dụng định lý VS để chúng ta giải. Rồi ok, như vậy thì video ngày hôm nay thầy sẽ kết thúc tại đây. Rồi, thầy xin chào tất cả các em. Chúc các em học tập thật tốt nha.